Trước 1140, nghi thức bắt đầu. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đi tới trước mặt bọn hắn, trên khuôn mặt uy nghiêm có thêm vài phần cảm khái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mỹ Công Tử ở trước, đường nét trên mặt nhất thời trở nên nhu hòa. Cháu gái bảo bối, hôm nay là ngày ngươi lập gia đình, ông ngoại không có quá nhiều dặn dò, chỉ hy vọng tương lai các ngươi có thể hòa Mỹ, vĩnh viễn kết đồng tâm. Nếu như hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ông ngoại biết, coi như sau này ông ngoại đánh không lại hắn, liều mạng này cũng cho ngươi hả giận. Hốc mắt mỹ công tử nhất thời có chút đỏ lên. Ông ngoại, ánh mắt bạch hồ đại yêu hoàng đã chuyển hướng về phía đường tam uy nghiêm trong nháy mắt lại nổi lên. Tiểu tử, tương lai của tiểu mỹ giao cho ngươi. Hôm nay ta giao nàng cho ngươi không phải vì ngươi mạnh mẽ như thế nào, tương lai tươi đẹp như thế nào, mà là bởi vì nàng thích. Cảm ơn ông ngoại. Tâm tình của đường tam lúc này sao có thể không kích động? Bạch hồ đại yêu hoàng trên mặt lúc này mới toát ra một tia mỉm cười, nắm lấy tay mỹ công tử, đem tay nàng giao cho đường tam dài ngẫu thiên thành cùng nhau đi đường thuộc về các ngươi đi nói xong hắn nghiêng người nhường sang một bên đường tam cùng mỹ công tử nhìn nhau mặc dù có lụa trắng trên đầu mỹ công tử cách nhau nhưng trong nháy mắt này lại không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản ánh mắt bọn hắn giao hòa một tiếng ong ong thanh thúy đồng thời vang lên trên đầu bọn hắn đó là chấn động thuộc về tu la thần kiếm mỹ công tử rõ ràng cảm giác được tu la thần kiếm trong thần thức tri hải của mình giờ phút này trở nên càng thêm trong suốt sáng ngời đồng thời cất bước bước lên bậc thang cứ như vậy làm kim cung từng bước là dọc theo vân thang mà xuống nhất thời tiếng hoan hô vang vọng khắp tổ đình vạn người chú ý vô số tiếng chúc phúc hoan hô vang vọng khắp chất trời cũng vào lúc này một tiếng long ngầm to lớn chợt vang lên tiếng long ngầm mang theo niềm vui mang theo phước lành trong chớp mắt tiếp theo vô số long ngầm theo đó quanh quẩn Đừng tạm biết, từ An Vũ tới, đây là từ An Vũ mang theo thủy tinh thành Long Tộc vì bọn hắn tặng một phần chúc phúc này, cũng đồng thời đang chứng minh với tổ đình, Long Tộc vô hoàng nhưng vẫn cường thịnh như trước. Cùng lúc đó, tiếng Phượng Minh trong trẻo dễ nghe đột nhiên vang lên, từng đạo là Phượng Hoàng quang ảnh cũng theo đó hiện ra, nương theo từng tiếng Phượng Minh vang lên, tiếng Phượng Minh cùng Long Ngâm là thanh âm giao nhau rực rỡ, không nhiều không ít, có bao nhiêu Long Ngâm liền có bao nhiêu Phượng Minh. So sánh với Long tộc Vô Hoàng, lúc này Phượng Hoàng yêu tộc có được hai đại chủ thành đang ở đỉnh phong trước này chưa từng có. Nhưng hôm nay trong hôn lễ của đường Tam cùng Mỹ Công Tử, Phượng Hoàng yêu tộc lại không có ý muốn cùng Long tộc tranh cao thấp. Từng tiếng Phượng Minh kia chỉ ngập tràn là âm thanh chúc phúc. Tiếng Phượng Minh cầm đầu chính là một con Phượng Hoàng toàn thân trong suốt phát ra. Long Phượng cùng Minh dưới sự che giấu của Thiên Long Thiên Phượng, đường Tam cùng Mỹ Công Tử từng bước đi xuống thang mây từng tiếng hoan hô cũng theo đó vang lên, tiếng hoan hô đến từng các chủng tộc khác nhau, hóa thành sóng tiếng náo nức, phát ra nội tâm kích động của bọn hắn lúc này. Mặc dù những tiếng hoan hô này vô luận như thế nào cũng không cách nào vượt qua lòng ngâm phượng minh, nhưng nhiệt độ cả tổ đình tựa hồ cũng đều bởi vậy mà trở nên cường thịnh. Dưới vân thang có thể đứng ở nơi này đều là tồn tại đứng đầu yêu tình đại lục hiện nay. Thiên hồ đại yêu hoàng, thiên dương thiên đình hoàng, dẫn dắt thiên vũ đế quốc cùng nhật thần đế quốc, các vị hoàng giả tề tụ một chỗ nhìn đôi người nam nhân đi xuống dọc theo những bậc thang. Từ An Vũ là người duy nhất ở đây không phải hoàng giả, trong ánh mắt của hắn cũng không khỏi kích động. Bậc thang này dài, 1314 bậc thang, tương ứng với lời hứa suốt đời. Đúng vậy, đối với đường Tam cùng Mỹ Công Tử mà nói, tương lai nhất định sẽ vĩnh cử bọn hắn chỉ cần cả đời này chính là vĩnh viễn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đồng thời tiến lên, đi tới trước mặt bọn hắn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn đường Tam cười nói, Nhìn hôn lễ long trọng như vậy của các ngươi, ngay cả ta cũng có chút cảm xúc không thể kiềm chế được. Bao nhiêu năm tổ đình chưa từng náo nhiệt như vậy, chưa từng có chuyện vui lớn như vậy, xin chúc mừng. Đường Tam lôi kéo Mỹ công tử cùng nhau, hướng Thiên Dương Thiên Tình hoàng hơi khom người chào hỏi. Thiên Hồ đại yêu hoàng mỉm cười nói, "Người mới là đã đến, vậy nghi thức của chúng ta chính thức bắt đầu đi." Đà Tạ Miện Hạ, Đường Tam cùng Mỹ công tử lần thứ hai khom người hành lễ. Thiên Hồ đại yêu hoàng hướng về tổ đình cao giọng nói, Hôm nay đối với tổ đình, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục mà nói đều là một ngày rất trọng yếu, cũng là ngày đại hỷ. Không lâu trước, hai chuẩn hoàng đứng đầu trong triều hoàng chi chiến, hôm nay sẽ vui mừng kết nối. Ở đây thay mặt tổ đình nghị hội, thay mặt cho tất cả hoàng giả, ta xin gửi lời chúc mừng chân thành đến họ. Long ngâm phượng minh cùng với muôn vàn hoàn hồ trong phút trông lại vang vọng khắp trời. Hoàn hồ kéo dài một phút đồng hồ mới dần dần ngừng nghỉ, thiên hồ đại yêu hoàng mỉm cười nói. Chiêm hoàng chi chiến đã chấm dứt, kế tiếp Tổ Đình sẽ đầu tư đại lượng tài nguyên trợ giúp đa vị chuẩn hoàng thăng cấp hoàng giả. Đây cũng coi là một phần lễ vật Tổ Đình tặng cho hai vị chuẩn hoàng vui vẻ kết nghĩa hôm nay. Hai vị chuẩn hoàng trải qua khảo nghiệm, rốt cuộc đến cùng một chỗ, bọn hắn đều còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ trở thành tương lai của Tổ Đình, cũng sẽ trở thành kiêu ngạo cùng với tấm gương muôn vàn chủng tộc. Tiếng hoàn hồ lại nổi lên, đúng, vô luận là Cận Miểu Lâm hay Mỹ công tử đã sớm danh chấn đại lục. không tư yêu tộc vô vàng Hoàng là Mỹ Công Tử lại dựa vào nỗ lực của mình trước sau trở thành quán quân cuối cùng của tổ đình tinh anh thi đấu cùng chiêm hoàng chi chiến. Mắt thường có thể thấy được dẫn dắt khổng tư yêu tàu lần nữa quật khởi, trở thành thư lực cường đại không thể bỏ qua trên yêu tinh đại lục. Cần Miểu Lâm lại càng thêm truyền kỳ, trong thời gian ngắn làm cho làm Kim Thụ Tộc đã tùy thời đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Một lần nữa quật khởi, đánh thức thụ tổ, mượn lực lượng của thụ tổ bày ra thực lực cường đại. Dưới tình huống tất cả mọi người đều không coi trọng, trong chiêm hoàng chi chiến đi đến cuối cùng từ từ tinh tệ chiến sĩ cuối cùng biến thành một đời chuẩn hoàng mà tất cả mọi người đều khát vọng tương giao bọn họ không thể nghi ngờ đều là chuyên kỳ càng phân biệt đại biểu cho yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hôm nay thông gia làm sao không phải là cường cường liên thủ đây đúng như lời thiên hồ đại yêu hoàng nói bọn hắn còn trẻ tuổi như vậy tổ đinh tương lai tất nhiên sẽ thuộc về thế giới của bọn hắn tiếng hoàn hồ của thiên hồ đại yêu hoàng hòa lẫn vài phần tiếp tục nói cận miểu lâm đến từ lam kim thụ tộc Lâm Kim Thủ Tộc hiện tại đã được tổ đình phê chuẩn, trở thành trùng tập trung lập, nhưng Hán Trung Quy vẫn xuất thân từ Tinh Quái Tộc của Đế quốc Thiên Vũ, càng là người đứng đầu Kiến Mộc Thành, mỹ công tử đến từ Gia Lý Thành, không tức yêu tộc truyền thừa, trên người càng chảy xuôi huyết mạch Bạch Hồ đại yêu hoàng, chính là đại biểu cho thế hệ trẻ yêu tộc ta. Hôm nay bọn Hán thông gia cũng có nghĩa là giữa Thiên Vũ Đế quốc và Nhật thần Đế quốc càng thêm hòa thuận, yêu tinh hợp lực cùng nhiếp thiên hạ. Chương 1141, ba câu hỏi trước khi kết hôn cho dù là đường tam nhìn thiên hồ đại yêu hoàng lúc này trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng vị này thật không hổ là chấp trường tổ đình nhiều năm như vậy tồn tại ngắn ngủi mấy câu càng là kéo gần khoảng cách giữa thiên vũ đế quốc cùng nhật thần đế quốc trong khoảng thời gian gần đây quan hệ giữa hai đại đế quốc vẫn luôn sát sinh đà biến hóa nâng theo hai gã hoàng giả trước sau ngã xuống nhật thần đế quốc dưới sự dẫn dắt của thiên dương thiên tinh hoàng Xu hướng quật khởi vì bảo trụ Hắc Long vẫn là nằm trong tay thiên vũ đế quốc như trước. Phương diện thiên vũ đế quốc cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Duy trì cùng diện vững vàng đối với tổ đình mà nói là phi thường trọng yếu. Phía dưới thì do thiên dương thiên tinh hoàng vì hai vị chuẩn hoàng chủ thành hôn. Thiên hồ đại yêu hoàng mỉm cười lùi sang một bên đối với thiên dương thiên tinh hoàng làm ra một cái thủ thế mời. Do thiên hồ đại yêu hoàng chủ trì hôn lễ, thiên dương thiên tinh hoàng chủ hôn không thể nghi ngờ đây đã là quy cách cao nhất của tổ đình đường tam kéo mỹ công tử đi tới trung ương thiên dương thiên đình hoàng đi tới trước mặt bọn hắn nhìn làm hai người đường tam cùng mỹ công tử kinh ngạc chính là giờ khắc này qua ảnh trên khuôn mặt thương dân thiên Tinh hoàng vẫn là hư huyễn đang nhàn dần dần phai nhạt lộ ra bộ mặt vốn có khi nhìn thấy bộ mặt vốn có của vị này coi như là đường tam đồng tử đều có rút lại trong ánh mắt hiện lên vẻ rung động thiên dương thiên đình hoàng mỉm cười nói như thế nào có ngạc nhiên không Nghe thường ta không muốn dùng bộ mặt thật để thể hiện người khác, chỉ là thói quen mà thôi. Hoàng đế giao hỏa với ta trên thực tế đều biết, hôm nay các ngươi thành thân, đây cũng coi như là một phần lễ vật ta tặng các ngươi đi. Tất cả những gì ta đã nhìn thấy thực sự tồn tại, đã có tình hữu nghị của ta. Lúc này không khí chung quanh bọn hắn rất là nhỏ vặn vẹo, coi như là hoàng giả cũng không cách nào từ bên ngoài nhìn thấy tình huống bên trong. Nhìn không thấy bộ mặt thật của thiên dương thiên tinh hoàng, chỉ có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh ở trong sóng nước nhộn nhạo. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có một đôi mắt phi thường sáng ngời, đồng tử màu đỏ nhạt, mái tóc dài màu vàng xõa tung phía sau. Trong khuôn mặt mang theo vài phần người khí, trong tướng mạo lại cực kỳ đẹp, vô hình chung sẽ làm cho người ta có vài phần cảm giác áp bách. Nhưng mà hoàn toàn bất đồng với những gì Đường Tam và Mỹ Công Tử biết lúc trước, chính là giới tính của nàng. Đúng vậy, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dĩ nhiên là một vị nữ nhân. Cho tới nay, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng Đường Tam cho rằng nàng là địa âm Thiên Tinh Hoàng là một đôi. Hiện tại xem ra hình như cũng không phải như vậy. Địa âm thiên tinh hoàng là nữ nhân, đây là chuyện mọi người đều biết. Thì ra hai vị này cũng không phải là tốt nhau, mà là khuê mật. Đường tam trên mặt toát ra vẻ cười khổ, đây thật sự là quá ngoài dữ liệu của người khác. Miện hạ, ngài giấu chúng ta thật khổ à, đường tam không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên dân thiên tinh hoàng mỉm cười, nhìn về phía Mỹ công tử nói. Tiểu nha đầu, cái đầu nhỏ của người đang suy nghĩ cái gì đấy? ta đã hơn 2.000 tuổi, hôm nay là ngày vui của các ngươi, hiện tại ta vì các ngươi chủ hôn. Quang văn vặn vẹo lặng yên tiêu tán, thiên dương tiên anh hoàng lại biến trở về bộ dáng vốn hư huyễn trên khuôn mặt. Cận miểu lâm hiện tại mời ngươi trả lời ta ba vấn đề, thiên dương tiên anh hoàng trầm giọng hỏi. Vâng, đường tam trả lời. Ngươi có nguyện ý cùng Mỹ công tử kết làm phu thê hay không? Đường tam cao giọng nói, cầu linh đồng sinh vĩnh viễn kết đồng tâm. Dựa theo quy củ của yêu tinh đựa đại lục, đây gọi là ba câu hỏi trước hôn nhân, có những cách khác nhau để trả lời. Trong đó, cách tốt nhất để thể hiện sự trung thành với tình yêu là lời thề máu. Mà đường tam cùng Mỹ Công Tử hiển nhiên là không cần huyết thệ, có vòng cổ kỳ linh đồng sinh, cái này thậm chí so với thẻ máu còn tiến thêm một bước. Thiên dương thiên Tinh hoàng gật đầu nói, người có nguyện ý cùng năng sinh ra hậu duệ hay không vì trùng ta kéo dài mà cố gắng. Ta nguyện ý, đường tam không do dự nói. Thiên dương thiên tinh hoàng tiếp tục nói, có nguyện ý vì nàng dâng hiến hết thảy hay không thậm chí huyết mạch cùng sinh mệnh của ngươi ta nguyện ý trên thực tế trước khi kết hôn ba câu hỏi thứ nhất thứ ba có kỳ linh đồng sinh vòng cổ ở đây cũng đã là trả lời tốt nhất thiên dương thiên hình hoàng chuyển hướng mỹ công tử nói người có nguyện ý cùng hắn kết làm phù thê hay không mỹ công tử ôn nhu nói câu linh đồng sinh vĩnh kết đồng tâm ngươi có đồng ý hay không vì hắn sinh ra hậu đại vì chủng tộc kéo dài mà nỗ lực khuôn mặt xinh đẹp dưới tấm màn tre của mỹ công tử ửng đỏ ta nguyện ý ngươi có nguyện ý vì hắn dâng hiến hết thảy thậm chí huyết mạch cùng sinh mệnh của ngươi hay không ta nguyện ý nghe được đáp án cuối cùng của mỹ công tử thiên dương thiên đình hòa mỉm cười nói rất tốt chúc các ngươi tâm ván hộ thân thiên trường địa cửu lễ thành tiếng long ngâm phượng minh to lớn lại vang lên trong bóng tối, đường tam cùng Mỹ Công Tử chỉ cảm thấy mình cùng đối phương tự hồ càng nhiều liên hệ. Không phải là ký linh đồng sinh vòng cầu sinh mệnh tương liên, mà là một loại kỳ diệu xuất pha từ ý thức, linh hồn, vĩnh viễn, cầu kết cùng một chỗ. Thiên dân thiên tinh hòa mỉm cười nói, Còn chờ cái gì nữa, ngươi có thể hôn tân nương của ngươi. Thân thể đường tam hơi chấn động, lúc này mới chuyển hướng Mỹ Công Tử. Đường Tam chậm rãi tiến lên, vì nàng nhấc tấm màn che lên, nhìn khuôn mặt kiều diễm của nàng, đôi môi đỏ mọng, dùng nhàn tuyệt sắc gần trong gang tấc. Thân ái, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ngươi. Sóng mắt Mỹ Công Tử lưu chuyển nhẹ giọng đáp lại. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn môi tiếp nối nhau, giờ khác này bọn hắn không còn phân biệt lẫn nhau nữa. Từng tiếng pháo nổ lần nữa vang lên, đình tai nhức óc. Trên người đường Tam, làm kim sắc quang huy, trói mắt lóng lánh. Làm kim thánh sơn ở một bên trần nở rộ rực rỡ trói mắt. Làm kim sắc quang mang rực rỡ phóng lên trời, sau đó hóa thành từng chút quang vũ phiêu đãng trong tổ đình. Đây là năng lượng sinh mệnh khổng lồ so với sinh mệnh chi vũ càng thêm thuần túy gấp 10 lần. Dưới sự che giấu của sinh mệnh khí tức, toàn bộ tổ đình phảng phất vào giờ khắc này đều đã thăng hoa. Tất cả mọi thứ là tuyệt vời như vậy. Mà cũng vào lúc này, ở một cái địa phương không người chú ý tới, một quả hình tròn trận bàn, lặng yên không một tiếng động tản ra quang mang. Vầng sáng nhu hòa thấm nhuần hết thảy chung quanh, làm cho tất cả khí tức tựa hồ đều lặng yên, yên lặng xuống. Nơi này là một nơi sinh sống rất lớn của nhân loại, tổng cộng có gần 30 thôn trang nhân loại, có hơn 15.000 người sống. Bọn họ chủ yếu là bị Kim Cương Thành cùng với Tinh Quái tộc cường đại phụ cận nô dịch, phục vụ những Tinh Quái tộc này. Ngày nay người dân ở đây hiếm khi được nghỉ ngơi, những quý tộc lão gia Tinh Quái tộc này đều đi Kim Cương Thành hoặc là Kiến Mộc Thành, đi thông qua Thủy Tinh Bình quan sát hai đại chuẩn hoàng kết hôn quan sát. Trên toàn bộ yêu tinh đại lục, đây đều là đại sự, giống như chiêm hoàng chi chiến trước đó, trong những tháng gần đây, những người sống ở đây rõ ràng đã được thoải mái hơn. Trong một thôn xóm ở giữa, mười mấy người đang tụ tập cùng một chỗ, cầm đầu một nam tử dáng người cao lớn, tướng mạo anh tuấn, toàn thân tựa như có loại khí chất trong lành xuất trần. Hắn nhìn thoáng qua bầu trời, hai mắt híp lại trầm giọng nói: "Thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu đi." "Vâng, Vũ Băng Kỳ đại nhân." Những người khác xung quanh chào đón hắn ta.